Tỷ tỷ đạp gió rải sóng, Chibu khiến đại mỹ nhân Cbiz trầm trồ thán phục là một nữ vương. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao khi xuất hiện một đoạn clip ghi lại buổi phỏng vấn của cụ Dĩnh, chị cả trong Đạp Gió 2023. Trong cuộc trò chuyện, người hâm mộ tại Việt Nam cũng vô cùng thích thú khi nữ siêu mẫu người Trung Quốc đã có những chia sẻ đầy thú vị về Chibu. Cụ thể, cụ Dĩnh cho biết, Chibu là một người rất chuyên nghiệp trên sân khấu, cô ấy là một người rất chăm chỉ. Trên sân khấu, cô ấy là một nữ vương. Trong cuộc sống, cô ấy cũng là một người rất tự tin, rất nhiệt tình, là một người rất thích trêu đùa và cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Qua chia sẻ của chị cả, cụ Dĩnh, có thể thấy sau một khoảng thời gian gắn bó và làm việc cùng nhau trong chương trình Đạp Gió 2023, tính cách và con người của Chibu đã được các tỷ tỷ nắm gọn trong lòng bàn tay. Đồng thời, người hâm mộ cũng rất thích thú khi nghe những lời khen có cánh từ nữ siêu mẫu sinh năm 1971 dành cho nữ ca sĩ người Việt Nam. Không chỉ có cụ Dĩnh, Chibu trước đó cũng được các tỷ tỷ trong chương trình đánh giá cao về năng lực. Còn nhớ sau màn trình diễn đóa hoa hồng mở màn cho hành trình tại Đạp Gió 2023, Ella đã dành nhiều lời khen về tiết mục của Chibu. Phần trình diễn đầu tiên tôi ấn tượng là của Chibu. Trên sân khấu, cô ấy đã được lên ý tưởng kỹ lưỡng, phong cách biểu diễn rất vững vàng và kinh nghiệm. Chibu là một nghệ sĩ Việt Nam rất nổi tiếng. Tôi đánh giá cao cô ấy trên sân khấu nên rất muốn hợp tác cùng cho tiết mục công diễn đầu tiên. Chưa dừng lại ở đó, khi đăng tải bức ảnh chụp cùng Chibu trong hậu trường, Ella cũng đính kèm dòng chia sẻ. Chibu nói cô ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Cô ấy xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chibu chưa? Màn biến hình của cô ấy rất tuyệt, đẹp như đóa hồng đỏ. Tôi rất mong chờ việc hợp tác với Chibu và các đồng đội mới trong ca khúc tiếp theo. Đến lúc đó hãy nhảy cùng chúng tôi nhé. Cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Chibu và một số người hâm mộ tại Trung Quốc được lan truyền khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ở một vài khoảnh khắc, dân mạng bất ngờ phát hiện ra một số fan ở quốc gia này đã đề cập đến hai ca khúc của Chibu là Sashimi và Black Hickey, khiến nữ ca sĩ phải ồ lên cười vì thích thú. Rất có thể đây chính là hai bài hát mà người hâm mộ Trung Quốc rất yêu thích trong sự nghiệp ca hát của Chibu. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ mạnh mẽ thì mới đây, khi xem lại MV Sashimi, sản phẩm âm nhạc được fan Trung Quốc nhắc đến trong video clip trước đó, thì không ít người đã phải bất ngờ trước phản ứng từ khán giả trong nước dành cho MV này của Chibu. Cụ thể, khi lướt xuống phần bình luận của MV Sashimi, đã xuất hiện hàng loạt những ý kiến đầy tích cực dành cho sản phẩm từng bị chê là dung tục của nữ ca sĩ gốc Hà Nội. Không những hình ảnh bị chê tơi tả, mà ngay cả phần ca từ của bài hát này bị nhiều khán giả trong nước chỉ trích vì vô nghĩa sáo rỗng. Cụ thể, ở những câu hát như "Ở đây em có rất nhiều loại sushi, anh thích đồ nướng có thể gọi taki, anh thích đồ hấp có thể gọi mushi, anh thích ăn tươi nuốt sống thì ở đây chúng em có sashimi. Phòng em thì hơi khó tìm, phải lên tầng 3 rẽ phải đến 3 lần, mời anh mở cửa bước vào, anh thấy thế nào?" bị đánh giá là nhạy cảm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều người thay đổi ánh nhìn về MV này của Chibu. Một số khán giả đã cho rằng giai điệu của bài hát này rất hay, khiến người nghe phải replay lại nhiều lần. Không những thế, nhiều dân mạng cũng đánh giá rất cao ý tưởng thực hiện MV này của Chibu, hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, khác biệt hẳn so với các MV khác ra mắt cùng thời điểm trên thị trường. Có thể thấy, không những chinh phục được khán giả tại Trung Quốc, mà đến hiện tại MV Sashimi của Chibu cũng đã nhận về rất nhiều sự ủng hộ từ người nghe nhạc trong nước. Đây là tín hiệu tốt cho thấy khán giả đã dần công nhận về những cố gắng và nỗ lực của Chibu trong âm nhạc.